Cho nó tốt. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Thưa quý cô, ông bà, anh chị em, nay cùng với giáo hội, đặc biệt là với hội Philomena, mừng kính Thánh Bổn Mạng Philomena, quan thầy của hội, chúng ta cầu xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Philomena ban cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là những người nhận Thánh Philomena làm đấng bảo trợ, để chúng ta được sống tinh thần, sống đạo Thánh Chúa, được sự bình an, được niềm vui, được sức khỏe và được nhiều những ơn lành của Chúa. Rồi chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đã ra đi trước chúng ta, tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta, những người đã nhận Thánh Philomena cho chúng ta, để rồi chúng ta có được ngày hôm nay. Rồi chúng ta cũng cầu nguyện cho các chị em trong hội, những người ở nhà đang hiện diện trong thánh lễ này, rồi biết bao nhiêu những người đang phải đi làm ăn ở mọi miền đất nước. Chúng ta cũng cầu nguyện cho họ, để rồi trong đời sống dẫu ở đâu, nhưng ta cũng biết sống tin mừng của Chúa trong môi trường sống, trong chính gia đình của mỗi người chúng ta. Trong thánh lễ chúng ta cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, rồi cầu nguyện cho linh hồn Vincente, Philomena, Maria và các linh hồn. Tôi tôn nhờ Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thank you.
vì danh nghiệp Chúa trên lo tận trời. Cho chúng con bước theo chân con một Chúa như gương sáng các ngài luôn thúc đẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Nhã Ga. Hãy để tôi như ấn tín trên trái tim người, như ấn tín trên cánh tay người. Bởi vì tình yêu mãnh liệt như sự chết, lòng ghen ghét bất khuất như cõi âm ti. Ánh của tình yêu là ánh lửa, ánh của muôn ngọn lửa. Nước nhiều không dập tắt được tình yêu, sông ngòi cũng chẳng làm sao dìm tắt. Ai đem hết tài sản gia cư để mua lấy tình ái, tức là khinh rẻ tình ái như không. Đó là lời Chúa. Lòng này thu tôi với ngài, chẳng
dỡ gì tôi cô con đây vô quyết tâm để thấu tôi cùng ngài để ngài thương và ta đến lối của Thiên Chúa. Còn con người thiêng liêng đoán xét được mọi sự. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, Thánh Thần thấu suốt mọi sự, cả những điều thâm sâu của Thiên Chúa. Vì ai trong loài người biết được những sự thuộc về con người, nếu không phải là thần trí của con người ở trong người ấy? Cũng vậy, không ai biết được những sự thuộc về Thiên Chúa nếu không phải là Thánh Thần của Thiên Chúa. Phần chúng ta đã không nhận lãnh tinh thần thế tục, nhưng nhận lãnh Thánh Thần bởi Thiên Chúa, để chúng ta bật nhận biết những sự Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Những điều đó chúng tôi giảng dạy không phải bằng những lời khôn ngoan của loài người, nhưng bằng giáo lý của Thánh Thần, giải bày những điều thiêng liêng cho những người thiêng liêng. Còn người xác thịt không hiểu được những sự thuộc về Thánh Thần của Thiên Chúa, bởi nó cho là điên rồ và không thể hiểu biết được, vì điều đó phải được xét đoán theo cách thiêng liêng. Còn con người thiêng liêng đoán xét được mọi sự, và kẻ ấy không bị ai đoán xét, vì nào ai biết được tư tưởng của Chúa để dạy dỗ những người. Nhưng phần chúng ta có tin tưởng của Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Trong các ngày sa mát, người ta bỡ ngỡ về giáo lý của người, vì lời giảng dạy của người có uy quyền. Bây giờ trong hội đường có một người bị quỷ ám, thét lên rằng: Hỡi Giê-xu Nazareth,
Giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng, hãy câm đi và ra khỏi người này. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng, lời gì mà lạ lùng vậy? Vì người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng xuất và chúng phải xuất ra, danh tiếng người đồn ra khắp nơi trong xứ. Đó là lời Chúa. Thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, hàng năm mỗi người chúng ta đều có ngày làm mừng lễ bổn mạng hay là lễ quan thầy. Bổn mạng hay là quan thầy đều là việc mà chúng ta mừng lễ một vị thánh nhân mà chúng ta đã được nhận làm đấng bảo trợ, làm đấng quan thầy của chúng ta trong đời sống đức tin. Quan thầy, quan là ngắm, là nhìn, thầy là một vị thầy, một bậc thầy, một người thầy đó, để chúng ta chiêm ngắm, nhìn ngắm về đời sống, hành vi, đời sống đức tin, đời sống của vị thánh đó, để chúng ta học tập noi gương bắt chước, để chúng ta sống cái đời ơn gọi của người Kitô hữu của chúng ta đó. Và chúng ta không chỉ nhìn vào đời sống của các ngài để học tập, nhưng mà chúng ta nhìn vào đời sống của các ngài để chúng ta cảm ơn, chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta có những cái vị thánh đó, có những vị thánh nhân đó để làm gương sáng cho đời sống của chúng ta đó. Chúng ta nhìn vào rằng đó, dẫu mà trong một cái xã hội, một cái trần thế này, nơi con người chúng ta đó, dẫu như mà như chúng ta như thời hôm nay đó, dẫu như chúng ta đang sống trong một cái xã hội đó, một cái xã hội phải nói rằng là một cái xã hội trần tục, một cái xã hội mà nó luôn luôn nó đòi hỏi hay là nó luôn luôn cám dỗ con người của chúng ta đó, sống xa lìa Thiên Chúa, sống đôi khi không có tinh thần đạo đức, lòng yêu mến Chúa, thì đó chúng ta tưởng chừng như là nó thế gian này không có những cái con người mà sống theo tiêu chuẩn của tin mừng được, thì đó đâu đấy vẫn có những con người đó, vẫn có những con người ở mọi thời đại đó, ngay trong cái thời đại của chúng ta đây vẫn có những con người đó, người ta sống đó triệt để theo tin mừng của Chúa, triệt để theo lời mời gọi của Chúa Giêsu đó, đấng mà Chúa Giêsu mời gọi anh em hãy nên thánh vì ta là đấng thánh đó. Cho nên là giữa một xã hội trần thế này, tục hóa này, nhưng mà vẫn có người thánh thiện, có người đạo đức, có con người đó vẫn sống đó, cái tin mừng của Chúa. Cho nên là chúng ta thấy là vậy thì chúng ta mừng lễ bổn mạng là để rồi chúng ta suy niệm về hành vi đời sống của vị thánh mà chúng ta nhận là bổn mạng đấng bảo trợ đó. Ít ra thì cũng có qua một năm để rồi mà chúng ta đã từng kêu xin, kêu cầu với Ngài, và chắc chắn rằng đó, đấng quan thầy đó, đấng bảo trợ đó đã luôn cầu nguyện với Chúa để giữ gìn cho mỗi người chúng ta, mỗi người chúng ta không, mỗi người chúng ta đặc biệt là những con cái của Ngài, những người nhận Ngài làm đấng bảo trợ, làm đấng quan thầy, thì chắc chắn rằng Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta. Chúng ta có
phải nhận ra được cái điều đó, đó chứ không phải là nhận ra được cái điều đó qua cái đời sống đức tin của chúng ta, qua cái đời sống hiệp nhất trong cộng đoàn, trong giáo hội, trong đó để rồi mà mỗi người chúng ta được có được như ngày hôm nay. Nên là vì thì chúng ta thấy là vị thánh nào thì cũng có cái đời sống đức tin đó, trong kinh mà chúng ta đọc mà tin cậy mến đó, thì vị thánh nào cũng phải có cái đời sống đức tin sắc son đó, bởi vì các ngài có tin tưởng vào Chúa đó, tin tưởng vào Chúa thì các ngài với sống cái lời mời gọi của Chúa Giêsu, anh em hãy nên thánh vì ta là đấng thánh. Vì các ngài, nếu như mà các ngài mà như chúng ta đó không có một cái đức tin đó, một cái lòng, một cái đức tin sắc son, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta sống được cái lòng cậy trông. Bởi vì chúng ta, nếu mà chúng ta không tin vào Chúa, chúng ta không tin vào sự hiện diện của Chúa, chúng ta không tin là Chúa là đấng phép tác vô cùng, Chúa là đấng thông minh sáng láng, Chúa là đấng tạo dựng nên vũ trụ vạn vật, Chúa là đấng dựng nên chính mỗi người chúng ta, Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, Chúa là đấng đó hay thương xót, Chúa là đấng đầy yêu thương. Đấy, nếu như mà chúng ta không tin như thế thì chắc chắn rằng đó chúng ta không có thể cậy trông vào ngài được, bởi vì chúng ta không tin vào Chúa là đấng quyền năng phép tác vô cùng thì làm gì mà chúng ta cậy trông vào, bởi vì những cái việc làm lòng cậy trông của chúng ta đó với cái thế gian này, với những con người đó, con người thì bó tay nhưng mà đối với Chúa thì lại làm được. Đó, chúng ta thấy là trước những cái biến cố chúng ta thấy về thiên nhiên hay là về những cái về ví dụ là bão tố rồi mưa sa rồi đủ mọi thứ về những cái thời tiết như vậy, thì chúng ta thấy là đó chúng ta nhìn vào con người thì ai làm nó được, nhưng mà chỉ có đấng quyền năng đó là Thiên Chúa mới làm ra những cái chuyện như vậy đó. Cho nên là con người ta mình phải cậy trông vào Thiên Chúa. Vậy thì các thánh đó, các ngài cũng luôn cậy trông vào Thiên Chúa đó, cậy trông vào Thiên Chúa để rồi mà các ngài đó tin tưởng vào Chúa và các ngài cậy trông và yêu mến Thiên Chúa đó. Như lời kinh trong kinh thánh đó, mời gọi đó là ngươi phải yêu mến Chúa lòng hết linh hồn hết trí khôn ngươi và yêu người anh chị em như chính mình đó. Các thánh là những người đã đi trước và các ngài đã thực hiện đó lời mời gọi của Chúa Giêsu đó. Các ngài vẫn yêu mến Chúa hết lòng hết linh hồn hết trí khôn và yêu thương người anh chị em như mình đó. Cho nên là chính vì các ngài yêu mến Chúa cho nên là các ngài đó có thể chấp nhận tất cả những sự thua thiệt đó. Cho nên là chúng ta thấy là các vị thánh tử đạo, như vị thánh chúng ta kính mừng bổn mạng hôm nay đó, một trinh nữ tử đạo đó, là dám hy sinh cả cái mạng sống mình để đánh đổi lấy một trong cái niềm tin vào một Thiên Chúa, nên là không có khước từ cái việc mà giữ lấy đạo Thánh Chúa, giữ lấy cái luật của Chúa đó, và các ngài đã chấp nhận thua thiệt mất cả cái mạng sống của mình, như các thánh tông đồ xưa kia cũng vậy, vì tin vào Chúa cho nên là các ngài đã làm chứng cho tin mừng của Chúa bằng chính cái chết. Vậy thì chẳng có một cái bằng chứng nào, chẳng có một cái giá trị ở đời này làm cho cái niềm tin của chúng ta được vững mạnh bằng chính cái chết. Đó, chẳng có một cái lời rao giảng nào hùng hồn mà hữu ích cho bằng chính cái chết của các thánh tử đạo. Đó, cho nên là trong giáo hội các thánh nói được rằng máu các thánh tử đạo đổ ra là hạt giống trổ sinh các tín hữu. Đó, cho nên là đấy là một cái bằng chứng hùng hồn nhất mà các ngài đã để lại cho giáo hội cho đến ngày hôm nay. Cho nên là chúng ta mừng lễ các
mừng lễ thánh bổn mạng của mỗi người chúng ta, rồi chúng ta biết tạ ơn Chúa, và cũng lấy là một cái ngày như là một cái cơ hội để chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn các thánh bổn mạng của mình. Và chúng ta cũng biết cầu nguyện cho những người tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta, đó, những các ngài đã nhận thánh bổn mạng cho chúng ta, để rồi cho chúng ta được sống cái ơn gọi của người Kitô hữu theo gương của các thánh bổn mạng. Và chắc chắn rằng đấng bổn mạng luôn luôn cầu nguyện, cầu bầu của Chúa cho chúng ta, để rồi chúng ta sống ngày hôm nay. Đó, thế nên hôm nay chúng ta cùng với hội Philomena, các bà, các chị em trong cộng đoàn giáo xứ đền thánh Mắc Trạch, và những người đã đi xây dựng gia đình ở các giáo xứ Vinh Sơn, Quân Trạch, Cao Bác, Bát Cấp, những người ở đây mà chúng ta đã quy tụ với nhau, quy tụ lại với nhau, để rồi chúng ta cùng nhau mừng lễ thánh bổn mạng. Đây cũng là một cái việc làm rất là tốt, đó, trong cái tinh thần hiệp nhất, đó, cùng nhau để rồi chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, cùng nhau để rồi chúng ta làm những cái việc lành phúc đức, cùng nhau để rồi chúng ta hiệp nhất với nhau, để rồi chúng ta cùng nhau ca ngợi, tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa, thì còn cái gì đó, đó còn là cái sức mạnh nào trong bằng cái sự hiệp nhất được mà anh chị em, các bà, các mẹ, các chị em đã từng làm. Chúng ta cầu nguyện cho các bà, các mẹ, các chị em đó luôn 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 giữ được cái tinh thần đó, đó, tinh thần đoàn kết hiệp nhất trong một đức tin, một lòng cậy trông và lòng yêu mến Chúa. Xin Chúa qua lời truyền cầu của thánh bổn mạng, thánh Philomena, chúc lành và bình an cho mỗi người, mỗi gia đình của chúng ta. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Nhân ngày mừng lễ thánh Philomena, bổn mạng của hội Philomena, chúng ta hãy hướng hết tâm trí lên người và dâng lên Chúa lời nguyện xin. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. Xin Chúa ban cho mọi thành phần trong hội thánh luôn gắn bó mật thiết với Đức Kitô qua việc thực thi lời Chúa và sống vác các bí tích, để được chung hưởng hạnh phúc nước trời cùng các thánh. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Nhận biết chúng ta là vì thế gian đã không biết người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người không tin hay chưa tin biết Chúa luôn cảm nhận được sự hiện diện và lòng thương xót của người qua chính đời sống chứng tá của mỗi Kitô hữu trong thế giới hôm nay. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu ở khắp nơi trên thế giới đang phải đối diện với ngược đãi và bách hại được can đảm và sức mạnh để luôn kiên trì đi theo Chúa cho đến cùng. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cầu
thượng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết ý thức chọn lựa và quyết định làm những việc tốt lành, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa trong các hoạt động tôn giáo cũng như xã hội theo tinh thần Tin Mừng để xứng đáng lãnh phần thưởng vinh quang. Chúng ta dâng lời nguyện chi. Lạy Thiên Chúa, nguồn quần tình thương là sức mạnh và là nơi chúng con ẩn náu. Xin nhận lời cầu nguyện của cộng đoàn chúng con. Xin Chúa thương thực hiện những ý nguyện chúng con vừa dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa là đi lễ mời anh cha để ta cùng hôn vinh danh.
Xin đưa mắt nhìn xem gia đình Chúa đây đang tụ họp chung quanh bàn thờ Chúa, và xin Chúa nhận lời các thánh truyền cầu mà gìn giữ chúng con luôn sống trong tình bác ái. Chúng con dâng được Chúa thương chấp nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Duy Ánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con phải chúc tụng sự quan phòng kỳ diệu của Chúa nơi các thánh là những đấng đã tận hiến cho Chúa Kitô vì nước trời. Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng thánh thiện nguyên thủy và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện hộ mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bí nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con làm thiện, Chúa chịu chế và kiên sống Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, ghi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén kiêu đồ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan vào phòng sự Chúa. Chúng con đã tiến lại xin Chúa cho chúng con ghi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ đến một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Phêrô, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa thương chúc lành và ban bình an cho cộng đoàn chúng con, đặc biệt là cho hội Philomena nhân ngày mừng lễ thánh bổn mạng. Và xin Chúa thương đến các linh hồn thiện nhân Vincente, Philomena, Maria và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết đi con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa.
xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn gian Chúa. Chúng con đài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thầy thân người dạy chúng ta giáo nguyện ta. Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và ấm nhất theo Thanh Nhi Chúa. Chúa là đấng đang sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
đẹp bao nhiêu Chúa dẫn con vào nguồn ơn thánh diệu huyền, thế sao con bằng một cuộc thân duyên. Con xin lời ca ngợi tôn vinh Chúa, bao nhiêu ơn con lòng tràn chứa, giúp con kiên trì, có thể công nghệ, giúp con trong thành một đời dân thiên. Xin dân lời ca ngợi tôn vinh Chúa, xin dân lời con ngợi về hệ thương, giúp chi con hàng bên yêu công ngợi, theo Chúa, chẳng theo gian khó dặm trường, chẳng theo mưa gió mịt mùng, không thiếu những ngày quậy vắng cô đơn, những ngày đời con tâm tối u buồn, Ngài vẫn gọi con theo, vượt qua ngàn treo đem con bước. Con chỉ là tao vật mà thôi. Con xin lời ta cần tôn vinh Chúa, bao nhiêu lòng ân cần làm tràn chứa, giúp con kiên trì, có người công nghệ, giúp con trong thành một đời dân thiên. Xin cho đời con luôn tôn vinh Chúa, xin cho đời con không hề chúng ta dâng lời cầu nguyện. Này Chúa là đấng vô thủy vô chung, là nguồn an ủi, là phúc bình an. Này chúng con thuộc đại gia đình Chúa đang tụ họp để ca tụng thánh danh và mừng kính thánh Philomena. Xin cho chúng con tìm thấy trong thánh lễ này và chứng ơn cứu chuộc của con Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày mai, ngày mốt, ba ngày, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, chúng ta đều có lễ sáng. Thứ năm cũng có lễ sáng, và chúng ta nhắc nhớ con em, chúng ta đi lễ. Tối thì có giờ chồng của các em, vì tôi vẫn không thể lễ ở nhà được, nên là chúng ta có lễ sáng. Và cũng cố gắng cho các em đi lễ được buổi sáng ngày lễ của các em. Cảm ơn hội Philomena. Hôm nay chúng ta thay vì chúng ta các bà các chị em mừng lễ chén thì hôm nay các bà không chén nữa, và các bà dâng cho công trình là 2.700.000. Xin cảm ơn tất cả sự cộng tác, sự hy sinh của các bà các chị em. Rồi chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho các chị em có tinh thần phục vụ Chúa trong các giáo xứ giáo họ, để làm sáng danh Chúa ở nơi chính gia đình, nơi cộng đoàn các chị em chúng ta. Xin chân thành cảm ơn chúng ta, xin Chúa ban phép lành cho chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Để sao chúc anh chị em đi bình an.